Thế từ bé đến giờ mình chưa bao giờ thấy có cái hãng laptop nào mà dán quả tem quảng cáo bảo hành nó to như thế này anh em ạ. Anh em có nhớ cái tem bảo hành Premium Care của Lenovo mấy cái thời gian gần đây không? Cái tem bảo hành mà quảng cáo rằng là bảo hành tận nơi đấy. Bình thường nó chỉ to bằng hai đốt ngón tay thôi. Đấy. Thế mà bây giờ nó to bằng nửa cái bàn tay luôn, anh em nhìn này. Thực sự luôn, kiểu Lenovo đang khẳng định rằng là đây là con máy chính hãng anh em ạ, chứ không phải là đừng có so sánh với mấy con máy khác. Con máy này chính hãng được bảo hành tận 2 năm và còn không những là 2 năm mà là bảo hành tận nơi luôn nhá. Hỗ trợ anh em tận nơi trên bất kể chỗ nào, chỉ cần anh em ở trên lãnh thổ Việt Nam thôi là sẽ được bảo hành tận nơi. Đó, một cái lời khẳng định hết sức là đanh thép bởi một cái tem to tướng như thế này. Nhưng mà ok thôi, video này mình sẽ không nói quá nhiều về bảo hành mà mình sẽ nói ở đây là đây là con máy chính hãng sở hữu con CPU mạnh nhất trong tầm giá dưới 30 triệu anh em ạ. Một con i7 dòng HX trong cái tầm giá dưới 30 triệu cho một con máy chính hãng nha. Rất khó để chúng ta tìm kiếm được một con máy thứ hai nào khác trong cái tầm giá này sở hữu con CPU là mạnh mẽ thế cho một con hàng chính hãng. Và không như thế nữa thì con Lenovo Lock 15 2024 này còn đang sở hữu rất nhiều ưu điểm khác nữa mà mình muốn kể với anh em trong video này. Và đây sẽ là một cái video giới thiệu nhanh về chiếc Lock 15 phiên bản mới về Việt Nam, có mã là UGVN. Link sản phẩm bên dưới phần mô tả của video còn ngay bây giờ, bắt đầu thôi. Trước khi vào video thì mình xin phép nhắc lại một lần nữa, đây là một chiếc laptop gaming chính hãng đến từ Lenovo Việt Nam và chúng ta sẽ được hưởng full chế độ bảo hành cực kỳ cao cấp Premium Care 2 năm tận nơi trên lãnh thổ Việt Nam luôn. Và anh em ở bất kỳ đâu, anh em ở các tỉnh khác ấy, mà không phải ở các trung tâm thành phố lớn ấy, thì anh em vẫn có thể tự tin mua chiếc laptop này và có bất kỳ những cái lỗi lầm gì xảy ra chỉ cần alo thôi. Lỗi phần cứng không khắc phục được từ xa thì kỹ thuật viên của Lenovo sẽ tới tận nhà anh em để có thể khắc phục cái lỗi lầm, mang luôn linh kiện tới để thay sửa chữa cho anh em luôn. Cho nên chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm về cái trải nghiệm sử dụng những cái chiếc laptop Lenovo bảo hành chính hãng tận nơi này anh em nhá. Về một chiếc laptop chính hãng mà còn sở hữu một con CPU mạnh nhất nữa thì chúng ta sẽ có cái thông số cấu hình như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào ngay tới cấu hình của con Lock 15 có mã là UGVN này. Ở đây thì anh em sẽ được trang bị một combo cấu hình sẽ là một con i7-13650HX. RAM này tới tận là 24GB DDR5 Dual Channel bởi hai thanh 12GB băng thông sẽ là 4800MHz, ổ cứng SSD sẽ là 512GB nâng cấp thoải mái và card đồ họa rời là RTX 4050 6GB với TDP sẽ là 105W điện. Và đó là về thông số cấu hình. Thì cũng phải chia sẻ thật với anh em luôn, cái con Lock 15 này sẽ là một cái bản đúp hoàn hảo của một con Legion 5 giá rẻ. Lý do tại sao? Với một con Legion 5 có cấu hình gần tương tự như thế này, chúng ta bỏ mức giá chắc chắn rồi sẽ là trên 30 triệu, đâu đó khoảng 32 đến 34 triệu, thì với một con Lock 15 chúng ta tiết kiệm được đâu đó vào khoảng độ 3 đến 4 triệu. Thay vì là lựa chọn một con Legion, chúng ta lựa chọn một con Lock, chúng ta sẽ tiết kiệm được là kha khá. Đó là lý do tại sao mà mình thấy đây sẽ là một phiên bản đúp rất là hoàn hảo của những con Legion giá rẻ anh em ạ. Chúng ta sẽ có gì? Vẫn sẽ có màn hình đẹp, chúng ta vẫn sẽ có bàn phím LED RGB, cũng sẽ có pin 60Wh tương tự và các hệ thống cổng kết nối hay là build quality trải nghiệm bàn phím giống y xì đúc luôn. Nhưng mà vì là cái phân khúc định vị của con Lock 15 này là phân khúc giá rẻ, còn Legion thì một số cái sẽ cao cấp hơn, ví dụ là card thì nó sẽ bung lên max là 140W thay vì là 105W như trên đây, nhưng mà mình nói thật là nó không khác biệt nhiều đâu. Hay là một vài những cái thứ khác kiểu là về cổng kết nối sẽ có thêm những cái chuẩn kết nối cao cấp hơn như kiểu USB 4 hay là vân vân, thì trên con Lock này nó sẽ có những cái chuẩn hết sức là cơ bản mà thôi. Còn đâu thì về những sự khác biệt để mà bảo là quá đáng kể để mà bỏ ra cái mức chi phí chênh khoảng 3 đến 4 triệu thì mình thấy lựa chọn con Lock này nó xứng đáng rất nhiều anh em nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cùng quay trở lại với cả cái combo cấu hình này. Cái combo cấu hình này mình nói rằng là đây sẽ là một con CPU mạnh nhất trong tầm giá cho một con laptop gaming chính hãng dưới 30 triệu. Tại vì thông thường ấy, trong cái tầm giá này chúng ta sẽ chỉ có thể lựa chọn những con CPU kiểu như là i5 này 13500H hay là thậm chí 13450HX đi, hay là chúng ta sẽ có những con kiểu i7-13620H, chứ còn 13650HX này là gần như không có. Và hiệu năng của con CPU này mang lại chắc chắn rồi sẽ là vượt trội hơn hẳn so với cả tất cả con CPU mình vừa kể. Ở đây chúng ta sẽ có một con CPU được cho là mạnh nhất ở trong cái tầm giá dưới 30 triệu. Vậy thì cái con CPU này, cái lợi thế của nó là gì ở trong cái tầm giá này? Anh em tò mò hay không? Với một người mà chuyên về những cái bộ phần mềm như kiểu Adobe Premiere hay là Photoshop như mình thì mình sẽ thiên về dùng những con CPU của nhà Intel hơn. Lý do là bởi vì đó, nó sẽ support được rất là tốt cho những bộ phần mềm Adobe, đặc biệt là những bộ phần mềm đồ họa như kiểu là Premiere hay là After Effects, chúng ta sẽ có cái khả năng preview này, hoặc là cái quá trình edit nó sẽ mượt mà rất là nhiều và tốc độ render của nó cũng là khá nhanh, gần như là nhanh nhất ở trong cái tầm giá này trong một laptop gaming chính hãng anh em ạ. Và chúng ta sẽ cùng qua một vài bài test để có thể nhìn qua con CPU này nhá. Trước tiên là với bài test Cinebench R23 với bài multicore, con CPU này có thể bơm tới max ping sẽ là 157W điện, nhưng mà mình đang giới hạn nó lại một chút để đảm bảo trong ta cái ngưỡng nhiệt độ ổn định sẽ trong ngưỡng khoảng 96 95 96 độ đổ lại mà thôi. Đó, trong một quãng thời gian chạy
stress test như thế thì nó luôn luôn bơm max công suất lên tới khoảng độ 125 cho tới 130W điện trên con CPU này. Cũng là một ngưỡng công suất là rất cao cho một chiếc laptop gaming trong phân khúc gọi là dễ dàng tiếp cận rồi, đúng không anh em? Thay vì là chúng ta phải bỏ ra tới trên 30 triệu để có thể lựa chọn những con CPU HX thì bây giờ đây mức giá dễ dàng tiếp cận hơn là rất nhiều cho một con hàng chính hãng anh em ạ. Và với mức công suất như thế thì chúng ta sẽ có cái nhiệt độ đó, nó sẽ trong ngưỡng khá là ổn định nha, 95 đến 96 độ C là hết cỡ rồi. Và chúng ta sẽ có cái điểm số Cinebench R23 multicore lên tới khoảng hơn 19.000 điểm, gần 20.000 điểm anh em ạ, 19.400 bao nhiêu đó, cũng sẽ là một cái ngưỡng điểm số rất là cao của một con CPU laptop gaming ở trong cái tầm giá dưới 30 triệu rồi. Ngoài ra thì điểm single core cũng sẽ là hơn 1.700, gần 1.800 điểm với con CPU này nữa. Như vậy là về cái hiệu năng để mà con CPU mang lại thì chắc chắn rồi, những người dùng và những bộ phần mềm đồ họa sẽ là rất có lợi thế. Cụ thể là mình sẽ cùng đi chạy qua bài test render video 4K qua Premiere. Ở đây thì mình đang có một project 4K mình rất hay test cho anh em rồi, quay được bằng Sony A7 Mark III Edit hoàn thiện nha, có add màu rồi tất cả các layer hiệu ứng các thứ, và clip này có độ dài 5 phút thì mình tiến hành render nó chỉ mất có vỏn vẹn là 2 phút 24 giây mà thôi anh em ạ. Sẽ là một cái tốc độ render rất ấn tượng cho một con laptop gaming ở trong cái tầm giá dưới 30 triệu này. Và gần như là rất khó để chúng ta tìm kiếm được con laptop gaming chính hãng thứ hai nào mang lại cái tốc độ render ấn tượng như thế, mang lại cái hiệu suất xử lý đồ họa tốt như thế ngoài con lốc 15 này ra anh em nhá. Ok, làm rõ quan điểm lấy luôn từ đầu đúng không nào. Còn về cái nhu cầu nữa, đấy chính là anh em muốn sử dụng để chơi với con game FPS, anh em muốn try hard Valorant, anh em muốn try hard CS2 thì đây cũng sẽ là một cái combo rất lợi thế cho anh em, khi mà chúng ta sẽ có một con CPU hiệu năng rất mạnh và những cái tựa game đó thì nó ăn rất nhiều vào CPU. Chính vì thế mà bây giờ đây thì cái lợi thế mang lại cho chúng ta về cái mức FPS nó sẽ cao hơn so với cả những con CPU khác trong cái tầm giá này. Và thêm nữa nha, là cái con lốc này nó cũng sẽ có cho anh em công tắc mux quick để có thể xuất hình ảnh trực tiếp từ card rời RTX 4050 lên màn hình nữa, giúp anh em cải thiện cái mức FPS khi mà chơi với những tựa game FPS như thế là tốt hơn khá nhiều anh em ạ. Đó là những cái lợi thế của con CPU i7-13660HX so với cả mặt bằng chung ở trong cái tầm giá dưới 30 triệu này. Còn với RTX 4050 thì ở đây liệu có phải là lợi thế hay không? Rõ ràng là không phải rồi. Trong cái tầm giá này chúng ta cũng sẽ dễ dàng bắt gặp những chiếc laptop khác có RTX 4050 mà thôi. Thậm chí là nếu mà có cả RTX 4060. Nhưng nếu anh em chỉ thiên về chơi game, anh em có thể lựa chọn 4060. Còn nếu anh em đang thiên về nhu cầu vừa chơi game vừa làm đồ họa thì mình khuyên thật là hãy lựa chọn con CPU nào mạnh nhất có thể. Đây không phải là lời khuyên của cá nhân mình mà lời khuyên của tất cả anh em trong giới hay là tất cả anh em đang làm trong mảng đồ họa này nhá. Và nên lựa chọn con CPU nó mạnh nhất có thể ở trong tầm giá nếu anh em đang có nhu cầu sử dụng vào tác vụ đồ họa. Hơn thế nữa thì với con lốc 15 này nó sẽ không chỉ có một con CPU mạnh, nó sẽ không chỉ có một hệ thống tản nhiệt mạnh mà nó còn có cho anh em là một con màn hình khá là xuất sắc đấy chứ ạ. Màn hình của lốc thì rõ ràng là năm nay nó đã vượt trội hơn tất cả những con laptop gaming trong cái tầm giá dưới 30 triệu này. Mình đang nói hàng chính hãng. Trong cái tầm giá dưới 30 triệu này chúng ta có một con màn với phủ màu 100% sRGB và độ sạch là màu Delta E sẽ chỉ là dưới 1.097. Thì với cái mức độ sạch màu nó cực kỳ thấp như thế, dưới 2 là đã là đủ đẹp, đủ chuẩn để cho anh em vào nhu cầu đồ họa rồi đúng không? Thì với cái mức dưới 1 như này sẽ là rất tiêu chuẩn để cho tất cả anh em nào có nhu cầu xử lý màu sắc chuẩn chỉ, yêu cầu chính xác cao thì đây sẽ là một con màn hình khá là tốt, xuất sắc để anh em đáp ứng vào nhu cầu đó. Và thêm nữa thì con màn hình này cũng sẽ có cho anh em cái mức độ sáng là ổn trong cái tầm giá này. Trong khi một vài hãng khác hiện tại anh em vẫn đang tranh cãi rằng trong tầm giá 35-36 triệu vẫn đang dùng 1250 nit, thì với LQ thậm chí trong tầm giá từ khoảng độ hơn 17 triệu anh em đã có màn 300 nit IPS 100% sRGB. Lợi thế là đây chứ, đúng rồi anh em. Và thêm nữa thì chúng ta cũng sẽ có những cái thông số khác đáp ứng cho nhu cầu chơi game là ổn, đúng không nào? Chúng ta sẽ có màn hình touch quét 144Hz này, có G-Sync này, đấy. Và IPS 15.6 inch sẽ là một trong những cái thông số khá là tiêu chuẩn của những con laptop gaming trong tầm giá này. Và ok, mình cảm thấy hoàn toàn hài lòng về màn hình của con lốc 15. Tất cả những gì mà nó mang lại cho chúng ta trong cái tầm giá này là xứng đáng. Thêm nữa thì đó, như mình có nói từ nãy đấy, chúng ta sẽ có thêm một con bàn phím mà rất giống so với cả những cái con Legion 5 mà gần như chả thua gì cả. Đấy chính là một con bàn phím với cái phần keycap làm bằng nhựa khá là cao cấp, không thua gì Legion 5. Chúng ta có hành trình phím hay cảm giác bấm cũng không thua gì. Keycap làm kích thước lớn, layout đẹp, rất là hợp lý để sử dụng cho mọi nhu cầu, cũng chả thua gì Legion 5 cả. Cảm giác bấm cũng thế nhá. Hay là về cả cái LED RGB 4 vùng ở phía bên dưới này cũng giống y xế đúc so với cả Legion 5. Thậm chí là cả cái quả trackpad này cũng thế. Kích thước hay là độ nhạy, độ mượt, tất cả mọi thứ đều rất là giống anh em ạ. Cho nên là thế mình mới nói rằng là đây sẽ là một cái bản đúp
cực kỳ hoàn hảo cho phiên bản Legion 5 giá rẻ anh em ạ. Đó là cái đánh giá tổng quan của mình về chiếc Lenovo Lock 15 UGVN này. Cái thứ quan trọng nhất mà mình muốn nhấn mạnh cho anh em, đây là một con máy chính hãng bảo hành tại nhà cho anh em trong vòng 2 năm và có con CPU mạnh nhất trong cái tầm giá dưới 30 triệu để anh em có thể cân đối lựa chọn. Và chỉ vậy thôi. Tất nhiên rồi, đừng quên lời khuyên của mình rằng là những anh em đang có nhu cầu vừa đồ họa lại vừa chơi game thì tốt nhất hãy chọn một con CPU mạnh nhất có thể trong cái nhu cầu của anh em, trong cái khả năng của anh em nhá. Lưu ý câu này giúp mình, nếu không ấy là sau khi lựa chọn xong rồi sẽ cảm thấy khá là hối hận đấy anh em ạ. Còn bây giờ thì rất cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nhớ là link của sản phẩm này mình đã để sẵn phía bên dưới phần mô tả của video rồi nhá. Và có bất kỳ cảm nghĩ gì thì hãy để lại phía bên dưới comment, chúng ta sẽ cùng tương tác với nhau nhiều hơn. Và nhớ ủng hộ cho Laptopua thêm một like và một sub nữa. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.